Chào các bạn, tôi võ sư Nguyễn Trung Hiếu, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tình huống khi bị nắm áo từ phía trước bị tấn công. Rồi mời các bạn xem tình huống. Khi gặp tình huống này, các bạn sẽ hóa giải như thế này. Mời các bạn xem. Khi các bạn bị nắm áo từ phía trước, mình sẽ nắm bẻ khớp tay của tập qua, phá khớp xuống. Triệt. Rồi, mình có thể chạy thoát. Đúng rồi. Rồi, mình có thể thoát và chạy.